tỷ rưỡi hơn mấy chục đã có một cái lô tuyệt vời ở đây rồi. Thời gian vừa qua thì chắc là một cái câu chuyện mà nó rất là nhộn nhịp trên cộng đồng mạng. Anh chị biết là cái câu chuyện mà về tăng của giá đất, bảng giá đất nhà nước ha. Thì câu chuyện này là hoàn toàn thực tế nha anh chị, hoàn toàn thực tế. Và rất nhiều trường hợp chúng ta đã thấy là giá đất để chuyển đổi lên thổ cư để hoàn thành nghĩa vụ tài chính á, tức nghĩa là đất mà đã chưa có đủ thổ cư hoặc là chưa tách được á, mà phải lên thổ cư để tách á, hoặc là các cái chi phí dịch vụ đi theo á, nó sẽ tăng rất nhiều, nhất là ở Sài Gòn, Củ Chi, Hóc Môn. Các anh chị thấy là rất nhiều miếng đất mua vào giá 16, 18 tỷ mà bây giờ phải bán ra với giá cắt lỗ còn 12, 14 tỷ, trong khi giá đất lên thổ cư, thêm thổ cư là bằng cả tiền mua giá đất đó luôn rồi. Quá cao, quá cao, và nó sẽ trở nên một cái cú sốc ha. Thì như vậy là có một cái làn sóng các nhà đầu tư theo cái hướng là đầu tư vào đất thổ cư sẵn. Mà hôm nay Bảo giới thiệu với anh chị ha. Hôm nay Bảo có hai lô liên tiếp ở đây, khu trung tâm hành chính của Trân Thành, đối diện mà phía gần gần công an của thị xã luôn, đường là đường Phan Đình Giót nha, bao to ha. Và chúng ta chỉ có cách một cái mặt nhà này là ra đường quốc lộ 14 phía trước này, rất là đẹp. Khu này là khu trung tâm rồi, khu này là khu trung tâm rồi, và đất là toàn bộ thổ cư hết ha. Đất này là hồi xưa nó làm dự án, là dự án hạ tầng xã hội của nhà nước, gồm có ủy ban, các sở. Phía trước là anh chị coi trong clip là có đầy đủ ha, từ ngân hàng, ủy ban, sở, văn phòng ban của các thị xã ha. Thì lô đất này ngang 6 và tổng diện tích là tới 168 m, toàn bộ thổ cư hết nha anh chị, và giá chỉ hơn 1,5 tỷ thôi, 1,5 tỷ mấy chục thôi. Hai lô, có hai lô liền kề luôn nha. Đấy, khu này rất là đẹp, anh chị nào đầu tư theo cái xu hướng mà đầu tư đất sẵn thổ cư quy hoạch đó. Thì bây giờ bảng giá đất ở đây hiện tại đâu đó rơi vào khoảng 4-6 triệu bảng giá đất nhà nước hiện tại áp dụng tại Bình Phước, tại địa phương này nè. Nhưng sắp tới theo tinh thần của luật đất đai mới, chúng ta hiểu cái tinh thần luật là đang muốn làm cho giá của nhà nước khống chế sát với giá thực tế, thì kiểu gì kiểu cái việc áp dụng nó cũng sẽ sớm muộn thôi. Và nếu mà giao dịch đây thì cái giá mà áp cho giá nhà nước nó cũng phải lên tới gần 10 triệu. Và chính xác là cái kiểu này nó sẽ làm cho cái giá đất giao dịch đây nó sẽ tăng. Bằng cách nào đó nó cũng sẽ phải tăng thôi. Cho nên anh chị nào mua với tầm 1 tỷ rưỡi hơn mấy chục đã có một cái lô tuyệt vời ở đây rồi. Chị xây nhà mà nó nhà trung tâm hành chính nè, có đường nè, đường có cả con lương vỉa hè nè, tuyệt vời luôn anh chị.